Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vietnam Javan TV, kênh chuyên test và giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm âm thanh đến từ các cái thương hiệu của Nhật Bản anh em nhé. Trước mặt anh em là mấy con CD, hôm nay em xin giới thiệu đến anh em 3 con CD anh em nhé, 2 con của Đờ Long và 1 con của Mazang. Đấy, anh em trước khi vào video anh em cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video hoặc một like video để giúp kênh em càng ngày càng phát triển hơn. Kênh em càng phát triển thì anh em càng có nhiều sự lựa chọn hơn, càng nhiều anh em biết đến kênh của em thì anh em càng có nhiều sự lựa chọn hơn anh em nhé. Đây là một con CD Mazang anh em nhé, 13S2 Mazang M13S2, con này là con CD kiêm giải mã anh em nhé. Con này con CD kiêm giải mã về với tình con này với tình trạng là đẹp xuất sắc anh em nhé, zin nguyên bản, còn khiển zin, còn khiển zin và dây nguồn anh em nhé, còn khiển zin và dây nguồn. Đây anh em nhé, khiển đây, khiển zin này, khiển còn rất đẹp, máy còn rất đẹp anh em nhé, mặt không vết một vết lông mèo hay một vết cân cạnh anh em nhé. Em nhá. Có một vết xước ở đây, em nhá. Một vết xước ở bên cạnh này, em nhá. Vết xước bên cạnh này. Anh về, anh em về, anh em không không để ý để vào bên trong thì cũng không chả vấn đề gì anh em nhá. Để vào trong kệ thì cũng chả vấn đề gì anh em nhá. Máy đẹp xuất sắc. Sản xuất 2011 anh em nhá. Máy được sản xuất 2011. Điện 100V. Công suất 20W, made in Japan anh em nhé. Số CD máy là 00885 anh em nhé. Và con này thì được tích hợp một con DAC, được tích hợp con AC và có hai đường vào là optical digital anh em nhé, là đường vào được tích hợp một đường vào anh em nhé, là đường optical anh nhé, còn hai đường ra là coaxial và optical anh em nhé. Có duy nhất một lỗi anh nhé, đẹp xuất sắc, em bao zin nguyên bản, em bao zin nguyên bản anh em nhé, duy nhất một lỗi, duy nhất một lỗi một vết xước đây, một vết xước đây anh em có thể nhìn thấy vết xước này. Đó. Đấy. Với tình trạng như thế này em sẽ để cho anh em giá 15 triệu anh em nhé, 15 triệu về đến tận Việt Nam. Bình thường em sẽ bán 17 triệu nhưng mà hôm nay em sẽ bán 15 triệu anh em nhé. Em bán 15 triệu về đến Việt Nam. Và con thứ hai anh em nhé, con thứ hai là con Đề Lông QS hay là S10 ba la mã anh em nhé, S10 ba la mã. Và zin, máy zin nguyên bản anh em nhé, máy tất cả mấy anh em là zin nguyên bản, bao zin, bao zin anh em nhé. Điện 100V, 23W, công suất 23W anh em nhé, công suất nguồn. Và số CD là 0939, hàng made in Japan anh em nhé, hàng made in Japan. Có hai đường ra, hai đường analog ra anh nhé, analog out thì có hai đường ra anh nhé. Đấy, và con này được tích hợp một bộ giải mã anh em nhé, 24 bit, bộ giải mã 24 bit. Đấy. Và cổng vào, được cổng vào là có một con một cổng optical và cùng một cổng coaxial là đồng trục anh nhé, và có hai cổng ra xuất ra digital out, là có hai đường ra là coaxial và optical anh em nhé. Những con ốc này đều là được mạ vàng anh nhé, được mạ vàng 24k. Mặt mũi là đẹp xuất sắc anh em nhé, không có một vết điểm trên nào. Máy hoạt động hoàn hảo anh em nhé, máy hoạt động hoàn hảo. Con này em báo giá luôn, đồng giá 15 triệu anh em nhé. Còn khiển zin, khiển zin còn catalog ở dây nguồn anh em nhé. Và đây con thứ hai, con thứ ba anh em nhé, con thứ ba là con Đờ Long DCD 1600 SE anh em nhé, 1600 SE.
con này thì cũng có được tích hợp một ổ DAC 32 bit anh em nhé, 32 bit anh em nhé, và anh em có thể chơi được cả giải mã từ cáp quang cũng như cổng đồng trục anh em nhé, và có thêm cổng USB. Cổng USB này anh em có thể cắm trực tiếp ổ cứng USB, hoặc là anh em có thể chơi qua iPod anh em nhé, iPad ấy, anh em nhé. Máy đẹp xuất sắc, con này đẹp xuất sắc anh em nhé, đẹp xuất sắc zin nguyên bản. Em báo giá cho anh em luôn là 15 triệu anh em nhé, 15 triệu. Đấy. Em đang cho nhạc chạy qua cổng optical anh em nhé, optical anh em nhé. Đấy. Đấy, video em xin video tạm dừng ngắn đến đây thôi anh em nhé. Video hôm nay em làm ngắn đến đây thôi. Anh em xem video nhớ like và chia sẻ video. Đấy, giới thiệu cho anh em qua ba con CD. Đấy, anh em nào cần thì inbox em nhé. Anh em nào cần thì inbox em, số Zalo em sẽ gắn ở trên màn hình video. Số Zalo em sẽ gắn trên màn hình video anh em nhé. Đấy, anh em nào cần thì inbox em. Kết bạn Zalo anh em chú ý em là nhập cả dấu cộng 81 anh em nhé, nhập cả dấu cộng 81. Em giờ em xin chào tất cả mọi người và hẹn anh em vào một video gần nhất. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.